Công an Hà Nội chiêu mộ Theraton Bùn Ma Thàn với mức lương khủng. Tờ báo Thái mới đây đưa tin, câu lạc bộ Công an Hà Nội muốn chiêu mộ Theraton Bùn Ma Thàn nhằm đua top tại V-League 2023. Mới đây, tờ báo Thái Irujung đã có bài viết đầy bất ngờ cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội đang muốn chiêu mộ hậu vệ Theraton Bùn Ma Thàn của Thái Lan với đề nghị cực khủng. Tờ báo này viết, có thông tin cho rằng một đội bóng của Việt Nam muốn chiêu mộ Theraton Bùn Ma Thàn, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan ngay ở mùa giải này. Đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh ở V-League. Tờ Irujung viết. Bên cạnh đó, tờ báo Thái còn tiết lộ Công an Hà Nội đưa ra mức lương khủng nếu như đội trưởng của Bầy Vào Chiến sang thi đấu tại Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội được cho là sẵn sàng đưa ra đề nghị cực khủng cho Theraton Bùn Ma Thàn với mức lương khoảng 1,3 tỷ đồng một tháng, tức là tương đương với 2 triệu bạt. Một điều đáng chú ý là giai đoạn 2 của V-League diễn ra đúng lúc Thái League khép lại. Nhiều khả năng, câu lạc bộ Công an Hà Nội muốn dùng Theraton Bùn Ma Thàn trong 7 trận đấu ở giai đoạn 2 để giành chức vô địch V-League. Đây là một thông tin tương đối bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam, nhưng không phải không thể xảy ra. Trước đó, chuyên gia Thái Lan Pia Pompuon cũng đã đưa ra lời khuyên Theraton Bùn Ma Thàn nên sang thi đấu tại V-League. Còn về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng này sau những trận đấu không như ý muốn sau 4 vòng đấu chắc chắn sẽ có những thay đổi về mặt lực lượng cũng như là chiến thuật. Hiện tại, Theraton Bùn Ma Thàn đang thuộc về câu lạc bộ Buriram United. Đội bóng này cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Thái League 2023 với 52 điểm sau 20 trận. Họ đang hướng tới mục tiêu vô địch Thái League cũng như giành vé dự AFC Champions League. Được biết, câu lạc bộ Công an Hà Nội có những thay đổi lớn về mặt đội hình ở mùa giải năm nay. Họ đã chiêu mộ nhiều tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã mang về hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cái tên Theraton Bùn Ma Thàn là gương mặt quá quen thuộc, người khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy vừa tức giận nhưng cũng vô cùng nể sợ. Luôn có hai hình ảnh Theraton trong cùng một con người như hai mặt của một đồng xu. Anh là một siêu sao đẳng cấp châu Á nhưng không ngại chơi xấu để đạt được mục đích. Không phải Chanathip Songkrasin, Theraton Bùn Ma Thàn mới là cầu thủ thành công nhất của bóng đá Thái Lan ở Nhật Bản. Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan thiếu ngôi sao lớn, bao gồm cả nhà trưởng Chanathip. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Poking đã có quyết định táo bạo khi đẩy hậu vệ cánh trái Theraton Bùn Ma Thàn lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đáng chú ý, Theraton Bùn Ma Thàn là nhân vật chính giúp đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam tại chung kết. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Theraton Bùn Ma Thàn kiến tạo cả hai bàn thắng, giúp Voi Chiến cầm hòa đội tuyển Việt Nam 2-2. Trận đấu lượt về, tiền vệ 32 tuổi này trực tiếp ghi bàn tuyệt đẹp, giúp đội bóng áo xanh giành chiến thắng 1-0. Trong cả hai trận chung kết, Theraton Bùn Ma Thàn đều giật giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với việc Terasin Dangda dính chấn thương và bỏ lỡ cả hai màn so tài với đội tuyển Việt Nam, Theraton Bùn Ma Thàn không có đối thủ trong cuộc đua giành cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho Theraton, cho dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh phong cách thi đấu của ngôi sao này. Trong bối cảnh Chanathip vắng mặt, Theraton đã chứng minh đẳng cấp vượt trội tại khu vực Đông Nam Á. Thực tế, Theraton đã có 4 mùa giải thi đấu và tỏa sáng ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League 1 cho câu lạc bộ Vissel Kobe và Yokohama Marinos. Theraton cũng là cầu thủ duy nhất của Đông Nam Á giành chức vô địch J-League năm 2019.